con thì với clip này mình quay cho bà con xem về cái kỹ thuật mà làm cỏ và mùa nắng, và cái kỹ thuật mà cào bồn để chuẩn bị bón lót cho cây cà phê, cây tiêu, và bón phân hóa học vào mùa khô cho cây cà phê và cây tiêu. Thì với clip này mình quay về nông dân đang tiến hành làm cỏ cào bồn cho cây tiêu. Thì cái việc làm cỏ thì mình khuyên bà con nên làm cỏ vào lúc mà nó giai đoạn nó còn nhỏ, thế chúng ta làm sẽ đỡ tốn được nhân công và chúng ta làm sẽ rất là nhanh. Còn nếu chúng ta để nó dài và cao lên á, chúng ta làm thì nó sẽ tốn rất nhiều chi phí và nhân công và làm rất là lâu. Thì nếu mà chuẩn bị vào mùa mưa á, thì giai đoạn vừa chuyển từ nắng sang mưa á, thì bà con vui lòng làm cỏ đi, thì theo mình cách làm rất là tiện lợi. Còn nếu mà để lớn quá thì sau này bà con phải phát, cái việc phát thì nó sẽ không được sạch sẽ, sẽ lâu hơn, tốn nhân công hơn. Thì qua clip này mình quay cho bà con xem về cái hình ảnh của người nông dân khi mà làm cỏ vào trời nắng. Thì nông dân chúng ta thì gắn liền với cái cuốc và gắn liền với những cái đời sống hàng ngày, từ làm cỏ đến làm cành bỏ phân. Thì đây mình quay cho bà con xem về cái kỹ thuật làm cỏ và cào bồn đối với cây cà phê và cây tiêu. Thì kỹ thuật làm thì nói chung nó cũng rất là đơn giản. Bà con quan trọng nhất là cuốc. Ở Đắk Lắk chúng ta thì cuốc cần phải bén, đất thì hầu như là đỏ ba gian hết, không có vùng nào đất cát và đất sỏi thì rất ít. Thì đối với đất đỏ thì cái việc chúng ta chuẩn bị cuốc thì nó bén lên là một cái những cái cạnh cuốc. Thì khi mà cuốc xong chúng ta tiến hành cạnh cuốc thôi. Thì qua clip này bà con xem cái clip về quy trình mà người nông dân chúng ta làm cỏ như thế nào. Thì những hình ảnh này là những hình ảnh chân thật nhất đối với đời sống người nông dân khi mà quay thực tế tại một cái vườn cà trồng sen, vừa tiêu, vừa cà phê, vừa sầu riêng, vừa bơ. Thì vườn bơ này thì cũng đã được tầm 2 năm đến 3 năm. Những cây có cây là 3 năm, cây 2 năm. Thì bà con xem hết clip thì đây là toàn bộ cái quy trình mà nông dân chúng ta làm để chúng ta nắm được những cái quy trình làm về cái nông nghiệp. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.